Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình với lại các em trong team mình sẽ đi bắt cá mọi người. Phải rất là nhiều mọi người. Ok. Một lần chuông là. Đấy, bây giờ mình sẽ quay ở dưới nước cho mọi người xem. Một lần chuông là hai con luôn. Đây là mặt bò. Đó. Sao cá đi? Tí rồi. Cái này đâu? Một con. Vâng, vâng. Vâng, chắc anh sẽ lên đây. Cá ở đây thì rất là nhiều rồi nha, toàn với cá qua đúng con mọi người. Vợ thì chuyên về sọ cá đấy mọi người. Làm con, bốn con. Từ tí lên, từ tí lên. Đấy, cá ở dưới đây nhiều lắm mọi người. Cái nhiều lắm ở trong này. Thì bữa nào cầu thì quế đặc mà cười. Bích được, cái bích được lúc đi. Đấy, cá này, em bao cho mọi người xem là cá. Đồ cá này cá đẹp ấy. Cá mập ấy mọi người. Mà thấy chưa? Chưa được 1 phút luôn ấy mọi người. Sao mọi người gì? Đơn giản thôi, cá nhiều gì mà cá chịu đặc biệt nhiều lắm. Này em vừa thêm cá bắt bằng tay thôi. Đây em này. Cá khá là nhiều luôn. Một lần. Hôm nay như mình truy tìm cá lóc kiến mọi người, nay giờ mà không bắt được một con nào hết đấy. Đây,
chuẩn bị lên đập máy kia mọi người. Rồi sau mình sẽ xuống ở dưới kia tiếp này. Đi tới đây rồi vẫn chưa gặp được con ca lộc kiến à? Này thèm ăn con ca lộc kiến quá mọi người. Được nhà máy đây. Đấy, mọi thấy đầu thì chưa? Tại đây cắp con bão ba mọi người rất là to nhá. To lắm. Go, hết cả rồng lên. Những gì cũng vậy. Hả? Quả cái tàu vỡ, quả cái tàu. Quậy. Quả cái thứ này. Nhớ nông tạo cái gì đây mọi người, đây mọi người khá là to đi lại nét nét mọi người đi vừa được kìa đấy một lô cao ba hiệp một chút chơi đây mọi người. Sau một hồi đi bắt cá thì bây giờ nhà mình cũng đã về tới nhà mọi người nhá. Cá thì mình không có lấy, nay mình quê ở dưới nước thì cá thì mình bắt khá là nhiều luôn mọi người. Tăng điện, ta tăng điện. Đó. Bây giờ anh em mình chỉ biến món đó. Ba ba với lại hoa chuối này đó, tự nghĩ ra thôi mọi người nhá. Đây ba ba thì mua xé ở đây mọi người thấy chưa. Đó. Đó, các bạn là mình sẽ không quên nhiều đâu mọi người, em biết Blend Thanh Nhan sẽ tiến hành mua xé con ba ba ở đây thì đây mình sẽ xào lại hoa chuối ở đây xem thử làm món hoa chuối với lại ba ba sẽ như nào mọi người nhá. Đây là em biết là nhiệm vụ của em, nó sẽ cắt cái này, cắt hoa chuối này ra thì nên mình sẽ xào. Tôi làm đã đại hơn mọi người, không biết cái món này như thế nào luôn đấy. Đó. Đó, ok nhá. Đây mọi người, ba ba thì là xào nhá. Đó. Ba ba xào. Ba ba xào. Đây chậu. Đây chậu. Là ba cho nó cái nhỉ. Đó. Bây giờ sẽ đổ hoa chuối vào mọi người. Đó. Không biết món này như thế nào. Nhưng mà thôi, cứ ăn đây. Mọi người đã. Đặc kỳ Adul lơ sắp bằng Adul lơ gần Adul kỳ. Uầy, cái món lần đầu tiên làm luôn mọi người, không biết ăn vào sẽ như thế nào đây. Rồi ok mọi người, thì sau một hồi món ăn của anh em mình cũng đã xong rồi mọi người nhá. Rồi và bây giờ mời các em nó thưởng thức, mình sẽ làm cameraman mọi người nhá. Rồi, bây giờ thì em biết trước đi. Rồi, em đây. Trước nha. Đây. Bà ba đây mọi người. Rồi, đây mời bạn anh à. Anh.
Anh ngon quá. Anh ngon đây là món bò bay dưới gì? Buông tươi à. Ê. Ngon lắm. Rồi từ từ rồi tới em Thanh ăn nào. Thưa nào. Đó. Mời mọi người ăn món bò ba sao với buông tươi à? Cái gì là buông chuối em? Ngoài chuối chưa? Không hay biết. Là... buông tươi cũng giống nhau mà. Ai nói buông chuối mày? Em. Ngoài chuối hay là bắp chuối cho buông chuối. Rồi bây giờ em bíp nào. Rồi em bíp mời mọi người ăn nào. Mọi người ăn con bò ba nha. Ăn thịt không phải ăn con em ạ. Thịt chưa? Đó, rồi mày đi tự nhiên đi. Hơi đắng nữa. Sao đắng được em? Đắng. Thanh ăn lấy cái này đi. Vứt luôn. Má con đừng nâng không sao hả? Thì tập trung sạch. Đó, vậy ăn từ từ nha, cho nó cam cam nhất. Thực sự là cái món ba ba này lần đầu tiên mình làm luôn mọi người nha. Đó. À, còn em thì lần đây là lần đầu anh á. Thì đôi món này anh ăn 2-3 lần rồi nhưng mà của người ta mọi làm. Mọi người xin thông cảm nha, ăn bằng tay nha. Giờ đây mình ăn cho mình hôm nay mình quên lê đùa. Ui, ngon đấy. Đây là người người kinh hay gọi là cái gì đây? Cái gì? Đây. Cái bao tử nó sao ạ? Không biết nữa. Anh đây, phần của em Thanh An đang ăn đó mọi người, ngon đấy. Phần em mềm lắm mọi người. Mềm lắm. Này đi bắt cá về xong anh em mình không ăn cá nhá. Đó. Chưa không chưa bao giờ anh còn 3 giờ anh thì thấy còn 3 ngày này anh luôn đây. Ngon quá mọi người. Ủa. Đây. Hôm nay hôm qua hôm kia lấy xe mình xong hôm nay quay ở đây thôi. Cho nó có view đẹp mọi người. Đó, xe mình thì vừa mới dọn sửa lại. Nóng lắm mọi người ơi. Kia. Nghe năm nay mùa nong nó nong gần chết luôn. Mọi người kêu kênh YouTube xem thêm video này nha. Mây giòn lại. Từ từ nha, cắn đúng 10 phút mày đứa. Ôi lợi bẹ luôn. Thật sự là các em nó cũng lần đầu tiên ăn mọi người mà mình ở đây này cầm cầm máy quay bây giờ cháy hết cả nước miếng này. Ôi. Ôi ngon nhất cái nắp. Rồi bây giờ mời tất cả mọi người thử nhá. Đây. Ui cái phần này ngon này. Đó. Nhìn nó đơn giản như này thôi. Có con có ba rồi, phần nào cũng ngon hết á. Ngon hết. Ui nó béo mọi người ơi. Thật sự luôn đấy. Ngon nhá. Mọi người thấy ba này mọi người làm thưa để ngon lắm ấy. Làm vào gì? Cái này. Chuối gì? Rá chuối. Hoa chuối. Hoa chuối chứ rá chuối. À quên, hoa chuối. Không cắm. Chuối này về học đó. Rồi anh kẹt nó quên. Hình mỡ, ờ đúng rồi, hình mỡ. Ôi, bèn bíp ăn này mọi người, thịt ngon đúng không? Thịt ngon luôn á. Hay là ngon mọi người. Tinh tăng lên. Ôi. Nhức tắt nhá. Anh phần này để đây. Thịt đây này. Mỡ nào mọi người. Đó, đây cái phần của em bíp ăn này mọi người. Phần này ngon lắm đấy, em bíp rồi, bao tử nó á. Rồi. Chắc có gì có đặc đăng ấy. Để xe ra từ từ thôi. Để cái mặt nó, anh là toang á. Ôi, đem ngon không? Ngon lắm, ngon lắm. Ngon thôi rồi nhờ. Camera men thứ. Nên thứ một miếng là cảm thấy nó rất là ngon nhờ. Trung cơ, cái mặt nó. Cái mặt, đây thì cái phần này mới ngon này. Đó. Ngon nhá. Đây mà ớt nhiều hơn tí là được á. Thế rồi em ơi. Nói biết tại sao anh em mình lại ba thằng lại một cái đũa không? Cái hai thằng kia kiểu mua nó ăn bóc nó nhanh hơn đấy mọi người. Ăn đùa nhiều ăn đùa mọi người tí thôi thì anh em lười mà lấy đùa quá. Rồi mẹ quên nha. Từ 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 phút bay. Bang. Ngon đấy. Đây mọi người hoa chuối nè. Đây là toàn thịt không nhá. Đây hoa chuối để mình bóc cho mọi người xem hoa chuối này. Đây này. Ăn trong chân gai mọi người nó. Món này người ta gọi là thịt heo cũng đâu phải. Gì? Đầu gà đâu đầu rắn. Da trâu đầu rắn. Là sao ta? Không phải. Cái gì nhỉ? Thịt gà da trâu đầu rắn. Để người ta để mà nhắc cái con này là phải như thế nhỉ? Quên mất rồi.
Đồ, như này chứ mọi người, chân vịt, thịt gà da trâu cái đầu ránh, đúng rồi đấy, chân vịt thịt gà da trâu cái đầu ránh, đây là con ba ba đấy mọi người. Ngoài túi này là như là ngon ấy đủ. Nên này, anh vừa thích con ba ba nha mọi người. Anh vừa thích con ba ba là sao? Không biết nữa. Em biết nói chuyện buồn cười quá mọi người. Anh mà lại vừa thích con ba ba nó mới căng chứ. Ui, ngon đấy. Với con ba ba rồi. Đây cái chân này mọi người. Ui. Chân gà. À, em đi. Comment này mà anh vô vài sông suối là ok á. Nên mà coi gia vị đều vui này, mình anh làm ở trong sông suối ăn nó ngon hơn mọi người. Nhà nóng nóng quá. Ăn nó cảm giác nó không ngon lắm. Nên gần gần nước á, nước suối là gần cái điện là mình anh mình tắm mà ngon ấy. Như bữa mình ăn thịt heo chỗ. Được rồi, thịt này. Chuyện đấy là gì chúng nữa, anh xong đi tắm cũng được mà. Đó. Ngon lắm, thật sự luôn đấy. Còn bị ăn hoa chuối nó cũng ngon. Mà ăn ngào thịt ba ba là thì thôi. Càng ngon hơn nữa. Mặn quá. Mặn. Có chỗ nó mặn. Mơ ra này. Mỡ đồ vàng này. Cái này. Nên dự định của anh em mình là xuống nước để truy tìm cá lóc kiến mọi người. Truy bắt cá lóc kiến nhưng mà thất bại mọi người nha. Anh em mình kiếm trong tầm 2 tiếng đồng hồ mà không thấy mọi người. Không thấy con nào hết nữa. May mắn là thấy con em ba ba này. Rồi anh em mình về nhà rồi xào với lại hoa chuối luôn. Rồi, em nó hơi ngon. Xui. Nên mà đối gia vị này kia nó làm này càng ngon mọi người. Mình ngoài đây mình quay bây giờ cũng phải ăn. Nhưng thật sự mà chịu không nổi. Cũng ăn cái này chắc hết đường miếng á. Đừng ở ngoài coi. Đây là con. Ui, nó ngon kinh khủng luôn. Xong này chết mai. Một đứa chết là con vui. Nhưng cái món em biết ăn đã thiệt chứ. Tôi chạy nhanh nhanh đây, mày múc ở hòm rồi. Hoa chuối này cũng ngon nữa. Cố gắng. Cho mùi gia vị nó nhé mọi người ấy. Chấm. Sao ba tại vì dùng sao tại bác khác. Có nước mọi người. Có ai vô. Nó quá mềm mà. Nó rất mơ như quá. Nó không được đấy. Ui, nó ngon gì đâu ấy. Hoa chuối đấy mọi người. Mà chuối cũng ngon nữa. Thịt nhiều nhỉ. Ôi, thịt thôi rồi. Mà chuối cũng ngon đấy. Ngon hết mà. Món này ăn cơm cũng được này. Được. Có cơm ăn ngon. Ngon lắm. Có cơm 100% luôn đó. Ôi, thịt này mọi người. Đúng là thịt gà. Người ta nói đây là giống thịt gà đúng luôn mọi người nha. Thịt gà không bằng đây đâu. Người ta nói là chân vịt thịt gà da trâu cái đầu ranh, cái đầu rắn. Cái đầu rắn là cái đầu con này nhờ giống như con rắn mọi người. Quá tuyệt vời luôn đấy. Mỡ. Thấy không? Thấy nước mỡ. Như dầu vịt đâu, như dầu vịt chứ. Cực kỳ nắng luôn mọi người nha. Hết ở đây mình sẽ nghỉ nha. Ăn hết phần này rồi nghỉ. Hết phần này là đi tắm. Thôi. Tắm nước thôi, nắng nóng quá trời. Ở nhà một ngày mà không đi ra ngoài sông suối là chết liền á. Ngon gì đâu mọi người. À, mình cứ dọn hết phần này đây. Dọn hết rồi nghỉ. Ôi trời ơi. Nó ngon. Làm ngon không em biết? Ngon lắm. Bữa sau mà có bắt nữa anh sẽ làm nữa. Ôi nó ngon kinh khủng luôn. Tôi khỏi đây, bằng tay thôi. Hết rồi. Hết rồi. Bye bye, dọn hết luôn.
sắp rồi. Hồi tâm bò. Ăn đi. Ngon rồi. Tiếp ăn này. Ôi, đó đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Lật lại cái này. Đúng rồi, cầm luôn. Đây 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 đây, qua đây húp, qua đây húp. Đó. Cặp mà cái món đây là thịt nhất này, như thế này với mấy cái ốc ấy. Bên nào làm cho mọi người món ốc phải xem nha. Đúng rồi, chuẩn bị anh em mình xe ra ngoài kia bắt ốc nha mọi người. Ừ. Ôi. Ôi. Nước mơ không? Ngon thật tuyệt vời. Ngon từ thịt, ngon từ xương. Rồi ok. Đó. Rồi ok mọi người nha. Chắc có lẽ anh em mình sẽ tạm dừng video clip anh em mình tại đây. Và mọi người thay để lại cho mình xin một lượt like và kèm thêm một lượt đăng ký kênh. Tôi hẹn gặp lại. Bye bye mọi người những video tiếp theo. Stop. Rồi, chuẩn bị lại kiếm cái gì đấy. Rồi, đi. Đây. Mọi người nào thích thì mình sẽ review cho mọi người cái xe mình đây, cho mọi người xem. Xe mới dọn lại. Xe mới dọn mọi người nha. Rồi ok, bye bye mọi người.